Em xin kính chào toàn thể các bác đam mê câu cá. Hôm nay sốt đồ cá qua tra cho hôm nay về để những con máy đẹp giá tốt cho các bác. Giá em báo trong video rồi, chưa bao gồm phí ship. Phí ship bên em là 30.000 toàn quốc. Các bác xem hàng, kiểm tra hàng, ok thanh toán. Thì đầu video các bác cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh để em ra những con máy đẹp giá tốt cho các bác nha. Khi mình like và mình đăng ký thì mình sẽ thấy video sớm hơn, sẽ chọn vào mua được những con máy đẹp và ưng ý hơn. Thì đầu video em sẽ quay qua những sản phẩm của trong video ngày hôm nay cho các bác xem nhé. Đầu tiên thì em tới con mã số 1. Mã số 1 em có một con máy Biomaster sang là xe 3000. Cái dòng Bio này thì sản xuất tại Gia Bang đấy bác nhé. Sang là xe 3000. Xe này thì ở cho bác câu ngâm, câu lua, câu lăng xê. Ngoại hình máy thì nó quét trời sớt chút nhé. Cái dòng máy Bio đời cũ này cực kỳ bền các bác nhé. Xe này các bác câu ngâm cực kỳ ngon này. Xe 3000 và hình nó có trải chốt, có nút châm dầu này, gửi thuận lợi cho mình nha. Tay quay đổi tay trái phải này. Trải chốt chỗ đít các bạn này. Trước con này giờ rắc máy hoạt động là bình thường các bác nhé. Công cầm, cầu lúa, cầu lăng xê đều được hết. Tất chặn ok. Cô này là mặt số 1 các bác nhé, cô này nặng 380g, giá là 1,2 triệu các bác nhé. Mặt số 1 giá 1,2 triệu nhé. Bio xe 3000. Em tới mặt số 2. Mặt số 2 thì em có một con máy Son BB các bác nhé. Son BB C2000 SSBG các bác nhé. C2000 SSBG. Dòng này thì ở chỗ bác cậu UL nhé, câu cá nhỏ nhé. Nội hình máy thì nó có trải sớt chút các bác nhé. Trải chất nhẹ. Xe này thì là cho bác câu UL, câu cái nhỏ. Tay quay là xích cốt sóng dân, đổi tay trái phải thoải mái các bác nhé. Son 2000. Để click luôn lành. Rồi đắp máy. Thì dùng nút tay sức nhẹ thôi. Cái này các bác cầu UL tuyệt vời rồi. Chúng làm đẹp các bác nhé. Chất nhẹ. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhà tay.
Dòng xoan này thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Cực kỳ mượt các bác nhé. Các cậu là của các bạn em ru. Quay là mặt số 2 các bác nhé. Quay là 200g giá là 1,6 triệu các bác nhé. Mặt số 2 giá 1,6 triệu. Các bác đang xem video con máy nào, các bác chú nhắn con số trên màn hình hồi hồi em cái nhé. Cái điểm hỗ trợ gì các bác chú nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiền tay cho xin luôn một like và đăng ký kênh anh nhé. Em tới mặt số 3. Mặt số 3 em có một con máy kit Kaida sang là 2506 nhé. Xe 2506 tay quay đôi. Ngoại hình máy về thì con này nó có trầy hơi nhờ chút nhé. Dòng kit thì dòng là chuyên lua máy đứng các bác nhé. Dòng này có cốt trợ lực khỏe. Xe 2506 cước ngon lại để rắc máy hoạt động về êm bật nhạc tây các bác nhé. Êm bật nhạc chốt chặn thì ok. Nói chung là ngoài hình thì nó trầy chứ còn hoạt động ngon lắm các bác ạ. Hoạt động máy yên tâm. Cực kỳ mượt. Mượt lắm. Em ru. Ngoài hình thì trầy hoạt động ngon lắm. Các bác nào không quan tâm ngoại hình nhé, thì lấy con này nhé. Hoạt động thì bao ngon. Cái này là mặt số 3 các bác nhé. Cái này nặng 260g giá là 1,2 triệu các bác nhé. Mặt số 3 giá 1,2 triệu. Tiếp tới mặt số 4. Mặt số 4 này có một cái máy kit Kaida size là size 4000 các bác nhé. Cái size 4000 của kit thì là size lớn các bác nhé. Size 4000 của kit thì nó tầm bằng 5000 Shimano các bác nhé. Size này thiết kế cho bác có lục đầu cần này, có lục này. Lua lóc, lua chấm. Công ngâm lăng xe đều được hết nhé. Ngoại hình máy thì nó có trầy sớt các bác nhé. Dòng kit thì là dòng chuyên lua các bác nhé. Dòng này thì mượt khỏe, có cốt trợ lực. Size 4000 kit thì là từ size 2500 trở lên là từ 3500 trở lên là của Japan sản xuất các bác nhé. Này, 4000 là made in Japan nhé. Dưới 3500 là sản xuất tại Thái Lan. Máy thì nó có trầy sớt chút. Cho nó cứ trầy chút thôi. Gạt cái con này là rắc máy. Hoạt động thì ok các bác nhé. Ngoài hình nó cứ trầy chút thôi chứ mà hoạt động bình thường. Đồng kít thì hoạt động bởi lắm. Chút chặn ok. Kít thì mượt các bác nhé. Con này là mặt số 4 các bác nhé. Con này nặng 350g giá là 2,2 triệu các bác nhé.
4 giá 2,2 triệu. Các bác xem video bên máy nào, các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hộ em ngay nhé. Cần hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy. Các bác xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh anh nhé. Cần tới mã số 5. Mã số 5 em có một con máy Twin Power C3000. Cái dòng C là dòng body thôn ngọt các bác nhé. Size là C3000. Dòng Twin này thì là máy tay phải các bác nhé. Máy tay phải, dòng này thì muốn đổi tay thì phải có cốt đổi tay nhé. Máy là máy tay phải nhé. Dòng Twin thì tất nhiên là sản xuất tại Japan này các bác nhé. Các bác yên tâm nhé. Ngoại hình máy thì nó có trầy xước nhẹ nhé. Nó có trầy xước nhé. Xe 3000 thì mình lua lóc, lua chấm công năng lăng xe đều được hết nhé. Twin thì nó dòng máy dòng cao của Shimano rồi. Có đốt châm dầu này, cười thuận lợi cho mình này. Dòng này nó lại tay trái tay phải đủ loại. Nó chia là muốn đổi tay thì các bác phải cái rèn nó khác. Phải có cốt với dùng được. Ngoại hình nó có trải chốt. Sao là size 3000. Để cái con này rồi rắc máy hoạt động ok các bác nhé. Chỉ có tay phải là các bác nào có đánh tay phải thì các bác mới dùng được thôi. Chốt chặn ok. Cái này là mã số 5 các bác nhé. Cái này nặng 250g, giá là 1,9 triệu các bác nhé. Mã số 5 giá 1,9 triệu. Đến tới mã số 6. Mã số 6 thì em có một con máy Comlec BB. Comlec BB 2500HGF. Mã tiếp 6 các bác nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì còn đẹp như mới các bác nhé. Đẹp mới keng. Đẹp như mới nha. Không loáng các bác nhé. Đít này. Nói chung máy đẹp. Không loáng. Nói chung máy mới sao nó cũng vậy thôi các bác nhé. Dòng này thì cũng dòng này nó cũng dùng máy tầm trung. Chứ là máy thì còn đang đập keng các bác nhé. Mấy keng. Mấy keng các bác. Những con máy đời cũ này mà còn đẹp thế này chơi rất bền các bác nhé. Rất bền. Này giống như người ta sưu tầm ấy, chứ người ta ít thì chơi không thấy cái dấu hiệu sử dụng máy mới căng à. Nhìn chung là rất đẹp các bác nhé. Đặt cước online. Rồi rác máy, size 2500 thì size này theo cho bác cô lua nhé. Lua cơ UL. Hoạt động êm ở nhà Tây, máy đạp êm ở, có đốt châm dầu của người thuận lợi cho mình. Chốt chặn ok. Êm bật nhẹ các bác nhé. Máy là đập keng. Đẹp mượt. Cô này là mã số 6 các bác nhé. Cô này nặng 240g, giá là 1,8 triệu các bác nhé. Mã số 6 giá 1,8 triệu.
em tới mã số 7. Mã số 7 em có một cái máy Simulo Complex C4 các bác nha. Complex C4 bản F6. Complex C4 bản F6. Dòng này là nó bằng vật liệu C4 các bác nha. Dòng này thì nó dòng máy được cao hơn dòng kia một chút. Dòng này thì có đốt tung dầu này cực kỳ thuận lợi cho mình nha. Tay coi xoắn trên, đổi tay trái phải thoải mái. Nói chung là nó làm một vật liệu C4 này nó sẽ nhẹ hơn kia các bác nhé. Nhẹ hơn 400 gram rồi. Dòng này nó cũng cao hơn, chạy nhiều bậc đạn. Dòng này nó chạy hình như là 10 bậc đạn các bác này. Chạy 10 bậc đạn kia. Dòng máy cũng dòng máy tầm cao của Shimano. Nói chung là ngoại hình thì nó nói chung cũng đang đẹp các bác nhé. Nó có trầy sắt nhẹ. Thân bằng vật liệu C4 siêu nhẹ, sàn là sàn 2500, rất cầu lùa cầu lờ, C4 bản F6. Giải quyết nguồn này rắc máy hoạt động êm ru các bác nhé. Nói chung máy tài chất nhẹ thôi là còn đẹp các bác nhé. Em bật nhà tây Complex 2500, chốt chặt ok nhé. Nói chung máy còn ngon các bác nhé. Em bật nhẹ tay quay đối tay trái phải thoải mái. Có nút châm dầu thấy phải không mềm nhẹ thôi. Complex C4 cái này mã số 7 200g giá là 2,2 triệu các bác nhé. Mã số 7 giá 2,2 triệu. Các bác xem video của máy nào các bác cho nhắn qua số trên màn hình hộ em với nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cho nhắn qua đây nhé. Các bác xem video tại trung xin luôn một like một đăng ký kênh nhé. Đến tới mã số 8. Mã số 8 em có một con máy này qua Surtech, size là size 2500. Size 2500 là size cuối sâu các bác nhé. Dòng Surtech thì sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Tay quay là tay quay xịt cốt, xoắn dên đổi tay trái phải thoải mái. Dòng mà thì khỏe, trâu khỏe. Về nói về độ trâu thì khỏe là cái dòng vì trâu. Cái tội Surtech thì nó trâu khỏe nhưng mà nó hơi nặng một chút các bác nhé. Nói về độ khỏe thì các bác khỏe bàn. Size này các bác có lóc, có lua, có chép, có chém, có ngâm bằng xe đều được hết. Trâu khỏe. Còn ngoại hình thì nó có trầy sắt nhẹ các bác nhé. Xe 2500. Giật cước ngon lành. Rồi rắc máy. Hoạt động ok các bác nhé. Chốt chặn ok. Cầu này các bác cầu lua, cầu ngâm, cầu lăng xe tuyệt vời, cực kỳ trâu. Cầu lua lóc xe 2500 nhưng các bác lua lóc, lua chém, lóc bông chém bình thường. Trông cực kỳ trâu, khỏe. Cầu này mà số 8 các bác nhé, cầu này 240g giá là 2,3 triệu các bác. Mà số 8 giá 2,3 triệu. Tiếp tới mã số 9. Mà số 9 thì em có một con máy Daiwa Surtech 2508 bản Hyper Custom các bác nhé. 2508 Hyper Custom. Dòng này thì sản xuất tại Japan các bác nhé.
Dòng này thì nói về độ trâu độ khỏe của Sotec thì dòng này thì được đánh giá là cao nhất của Sotec các bác. Tay có xít cốt xoắn dần, đổi tay trái khỏe thoải mái, size là size 2508. Ngoại hình máy, nói chung ngoại hình thì nó có trầy chất nhẹ thôi, nói chung cũng đang đẹp các bác nhé. Cô này thì người ta đã độ núm các bác nhé, độ núm. Núm này thì nó cũng nhỏ nhắn xinh xắn các bác nhé, cầm nắm dễ hơn. Size này các bác câu lua thì tuyệt vời, lua chấm, lua lóc bông cực kỳ đá, trâu khỏe, bền. Cái dòng này đánh giá nhông giống hệt Satiga, được đánh giá rất cao các bác. Bao nhiêu năm rồi nhưng mà dòng này vẫn còn tính là ngon, đúng tốt của Đài Gòa các bác. Về độ trâu độ khỏe thì đừng đừng bảo. Đặt cước ngon lành, đồ rắc máy, nói chung hoạt động êm mượt nhạt tênh các bác nhé, cực kỳ mượt. Chốt chặn ok. Êm mượt nhẹ tay, mượt lắm. Người các bác lắc nhẹ áo đi này. Đấy, này lắc hơi áo đi thôi. Cực kỳ mượt. Con này các bác cậu lùa tuyệt vời này. Trâu khỏe, chạy chốt cho đít. Kỳ mượt các bác nhé. Quay là mặt số 9 các bác nhé. Quay là 270 g, giá là 3 triệu 7 các bác nhé. Mặt số 9 giá 3 triệu 7. Em tới mặt số 10. Mặt số 10 thì em có một con máy Sachin Litter MG. MG là hợp kim Maze các bác nhé. Kỳ Maze size là size 4000. Sachin Litter MG hợp kim Maze 4000. Dòng này thì cũng sản xuất tại Gia Ban các bác nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó có trầy chất nhẹ các bác nhé. Size là size 4000. Size này các bác lua lóc, lua chấm, câu ngâm măng xê đều được hết nhé. 4000 thì mình dễ câu, câu cứ díu nữa các bác nhé. Trên máy thì đang có dây cước này, dây cước cứ rất chậm dầu, cực kỳ thuận lợi cho mình. Dòng này thì cái bền, dòng này thì lâu rồi, cũ lắm, lâu lắm rồi. Cước ngon lành, rồi rắc máy. Con này thì hoạt động ok các bác nhé, nhưng có tội là nếu mà lâu ngày không dùng thì cái dầu vẫn ở cái mỡ nó hơi bị rít một chút các bác nhé. Này mình về mình châm lại dầu mỡ, hoặc là mình nếu mà mình quay lâu tốt thì nó sẽ lại bình thường các bác nhé. Cái mỡ đấy lâu hơi bị giết một chút, bị khô mỡ này, hoạt động không có hoạt động, quay liên tục thì mệt lắm, mệt lắm. Nói chung cái mỡ nó hơi bị giết chút. Chốt chặn ok các bác nhé.
Nói chung là cái mỡ hơi xiết một chút, hoạt động bình thường các bác nhé. Con này mã số 10 nặng 320g, giá là 1,6 triệu các bác nhé. Em tới mã số 11. Mã số 11 đây có một con máy Daiwa Luviad, size là size 3000 các bác nhé. Cái size 3000 đây qua thì size thực quốc sâu thì tầm size 4000 Shimano các bác nhé. Dòng Luviad này thì sản xuất tại Thái Lan nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó cũng có thể rất nhẹ nhé. Size này thích hợp cho bác lua lóc, lua chấm, câu ngâm, câu đăng xê nhé. Tay quay là xích cốt sẵn ra, đối tay trái phải thoải mái. Trên máy cũng đang có dây BIA nhé, các bác phải kín và tận dụng lại nhé. Lưu ý thì nó do dòng máy đời cao của đây qua các bác nhé. Trường ngoại hình nó có trời chút. Gạt gức còn lại. Hoạt động êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ nhé. Bên này các bác câu lua tuyệt vời này. Chốt chặn ok. Để bật nhẹ các bác nhé. Câu lua, câu ngâm, câu đăng xê đều được hết. Vượt nhẹ. Cô này là mã số 11 các bác nhé. Cô này nặng 270g, giá là 1,6 triệu các bác nhé. Mã số 11 giá 1,6 triệu. Các bác đang xem video ở cái máy nào, các bác cứ nhắn vào số trên màn hình của em cái nhé. Cái hỗ trợ gì các bác cứ nhắn vào đấy nhé. Các bác đang xem video tại cho xin luôn một like và đăng ký kênh nhé. Tiếp tới mã số 12. Mã số 12 em có một cái máy Shimano UTK, size là size 4000 các bác nhé. Shimano UTK size 4000. Ngoại hình máy thì nói chung cũng trời rất nhẹ các bác nhé. Dòng UTK này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Xe 4000 thì mình câu lua, câu ngâm, câu đăng xê đều được hết. Cứ nó châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình. Những dòng máy Japan sản xuất cực kỳ bền. Đầy cũ này. 4000 để mình câu lua, câu ngâm, câu đăng xê đều được hết. Theo mấy dòng này các bác câu ngâm, câu đăng xê tuyệt vời này. Bền. Khỏe. Cứ nguồn lại. Rồi rắc máy. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ. Chốt chặn ok. Cô này là mã số 12 các bác nhé. Cô này là 310g, giá là 1,8 triệu các bác nhé. Mã số 12 giá 1,8 triệu. Em tới mã số 13. Mã số 13 thì em có một con máy Daiwa BG 4000D CX các bác nhé. 4000D CX. D là cối sâu các bác nhé. Dòng C là dòng body thuần gọn. D là cối sâu này. Dòng C là dòng body thuần gọn. XH là vòng tua cao các bác nhé. XH là vòng tua cao. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nói chung nó cũng đang còn đẹp các bác nhé. Dòng BG SVK này là dòng 2023 các bác nhé. Dòng SVK dòng kháng mặn nhé. SVK dòng kháng mặn đây qua BG 2023. Chúng là ngoại hình máy thì nó cũng không hợp với, nhưng mà nó đẹp như mới các bác. Đẹp keng.
Sai này thì ở bắc lua lóc lua chấm công ngâm galang xê đều được hết nhá. 4 ngà này mình dễ câu. Tay qua xích cốt xoắn giật, đôi tay trái phải thoải mái. Dòng SV cấp dòng kháng mặn BG2023. Dùng máy đèo các bác nhé. Máy đẹp, gật cước ngon lành. Rồi đặt máy. Hoạt động êm ru các bác nhé. Máy đẹp êm ru. Chốt trận ok. Nói chung êm như tiếng thở các bác. Êm lắm. Cái dòng này câu mượt lắm. Cực kỳ mượt, nhẹ tênh. Chụp máy đẹp các bác nhé. Con này là mã số 13 các bác nhé. Quên nặng 280g, giá là 2.4 các bác nhé. Mã số 13, giá 2.4. Ok mượt. Đến tới mã số 14. Mã số 14 thì có một con máy Shimano Utega size 4000, tô là tuổi XG các bác nhé. Utega size 4000 tuổi XG. Utega bản này là bản 2021 các bác nhé. Bản đời mới nhất của Utega nhé. Nó hình máy. Nội hình thì nó đang còn mấy keng các bác nhé. Xoay 4000 này mình lua lóc, lua chấm, công ngâm đăng xê đều được hết nhé. Tay quay là xít cốt xoắn dần, đối tay trái phải thoải mái. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi. Nó không trang ngược. Dòng máy Shimano đời mới. Utega bản này là bản 2021 các bác nhé. Bản đời mới nhất của Utega nhé. Nội hình thì còn đập keng nhé. Xe này các bác lúa lóc, lúa chấm, cầu ngâm năng xe đều được hết. Trông đẹp các bác nhé. Gạt cước ngon lành. Rồi rắc máy. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Máy đẹp êm mượt nhẹ tay. Lúa lóc lúa chấm câu ngâm năng xê tuyệt vời rồi. 4000 này mình câu như thế loại. Máy đẹp êm mượt. Cực kỳ mượt các bác nhé. Ok. Con này là mã số 14 các bác nhé. Con nặng 260g, giá là 2 triệu các bác nhé. Mã số 14 giá 2 triệu. Tiếp tới mã số 15. Mã số 15 em có một con máy Shimano Sultan. Sultan C5000XG các bác nhé. Dòng C là dòng body thun gọn. Size là size 5000, tô là XG. Con này thì nó còn số sách này. Số sách bịt lô các thứ này đang còn này. Xe 5000 này mình lô lốc, lô chấm, công ngâm đăng xe đều được hết nhé. Ngoài hình máy thì con này nó có chảy sớt các bác nhé. Dòng xe là dòng body thun gọn, xa là xe 5000, tua tua XG, vùng tua cao, rất tiêu 6.2. Ngoài hình thì nó có chảy sớt. Tay quay là tay quay xích cốt xoắn dần, đối tay trái phải thoải mái nhé. C5000XG.
Năm ngà mình lua lốc, lua chấm, câu ngâm măng xê, câu lục đều được hết. Gạt cứt ngon lành. Rồi rắc máy. Hoạt động con này thì nó có cảm giác hơi sập sập một chút các bác nhé. Hơi sập nhẹ một chút nhé. Nếu các bác nào nhạy cảm thì Vin để ý thì Vin thấy còn bình thường thì cũng không sao. Cảm giác hơi xào nhẹ một chút. Lua lốc, lua chấm, câu ngâm năng xê đều được hết. Nói chung các bác nào nhạy cảm nữa thôi chứ còn bình thường không sao các bác nhé. Quay bình thường đây. Không quay tốc độ cao nhất rồi. Mượt. Nó cứ chảy chút. Sultan thì nó là dòng máy tài quay xích có sẵn dần các bác nhé. Dòng này một chiều, dòng này nó tương tự kiểu Tewin các bác nhé. Thiết kế các thứ tương tự Tewin 2017, nó là anh em với Tewin các bác nhé. Nhưng mà Tewin sao thì nó thiết kế là cái form của Tewin 2017. Con này là mã số 15 các bác nhé. Con này nặng 280g, giá là 2,4 triệu các bác nhé. Mã số 15 giá 2,4 triệu. Em tới mã số 16. Mã số 16 thì đây có một con máy Shimano sửa chữa đích FP-5000XG các bác nhé. Size là size 5000, tua là tua XG, vùng tua cao, ratio là 6.2. Nói chung máy là đẹp các bác nhé. Máy đẹp. Đẹp keng. Size 5000 thì mình lua lốc, lua chấm, câu ngâm năng C, câu dích nhé. Size 5000 này mình câu dích biển này tuyệt vời nhé. Máy này còn đẹp keng à. Nói chung nó chảy rất nhẹ thôi. Nói chung nó đẹp các bác nhé. SV cấp dòng kháng mặn, xoay 5000 túi cờ là vòng thuốc cao, ratio là 6.2. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi, tay quay là xích có xoắn dần, đối tay trái phải thoải mái. Đặt tước ngon lành. Thở rắc máy. Hoạt động êm ru các bác nhé, êm mượt nhé. Đây, quay đổ tay trái phải thoải mái, size này các bác có dích thì tuyệt vời rồi. Cực kỳ mượt. Cái này là mã số 16 các bác nhé, cái này nặng 430g, giá là 3,2 triệu các bác nhé. Mã số 16 giá 3,2 triệu. Các bác đang xem video ở cái máy nào, các bác cứ nhắn cho số trên màn hình hộ em nhé. Cần hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiền đại chúng xin luôn một like, một đăng ký kênh nhé. Em tới mã số 77. Mã số 77 có một con máy Bauaro. Con này thì máy 2 lô các bác nhé. Có lô phụ em đang cầm bên tay là lô tiếp số 3. Lô tiếp số 3. Trên lô thì đã có GB. Còn có lô trên thân máy là lô tiếp số 2 các bác nhé. Lô tiếp số 2. Dòng này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Japan. Dòng này thích hợp cho bác
sân hàng các bác nhá, sân hàng đánh cá lớn, câu lục sao bờ, câu bậc bãi. Ngoại hình máy thì nó có trời rất nhẹ nhé. Các bác câu lục thì tuyệt vời rồi. Dòng máy sản xuất tại Japan, cực kỳ bền. Dòng này thì nó đã có xả nhanh các bác nhé, nó có xả nhanh. Đấy, chỉ một cái là chết cười này. Đấy. Dòng này nó có xả nhanh chắn thì các bác không phải độ xả nhanh nhé. Có xả nhanh chắn rồi. Ngoại hình máy thì nó có trầy sớt chút các bác nhé, nói chung cũng đang đẹp. Dòng này tay cá cực khủng các bác nhé, tay cá lên tới 19 kg, được tự cho các bác săn hàng đánh cá lớn. Có nốt châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình. Dòng này là dòng máy có inox. Máy có inox này nó thoát dây nhanh. Có inox to. Có chống rơi cướp. Trong hình này nó có chảy chút. Cũng đang đẹp. Lô này ta đánh cước mà ta đánh một lô cước một lô BE các bác nhá. Kẹt cước ngon lại. Hoạt động êm mượt các bác nhá. Êm mượt. Có nó trùm dầu cười tổn lợi cho mình. Này có cái chống rối cước hay vào chống rối cước. Chốt chặn ok. Cực kỳ mượt nhé. Dòng này nó có chống đối cước hai và chống đối cước này. Máy thì mượt lắm. Mượt nhẹ. Còn bác câu lục xa bờ thì tuyệt vời. Có bậc bãi có biển đánh cá lớn săn hàng. Cực kỳ trâu khỏe. Tải cá 19 kg. Sản xuất tại Japan. Cô này là mã số 17 các bác nhé. Cô này nặng 650 g, giá là 2,1 triệu các bác nhé. 2,1 triệu là máy 2 lô các bác nhé. Tới mã số 18. Mã số 18 thì em có một con máy Biomaster, size là size 10.000. Bio thì size 10.000 bây giờ cực kỳ hiếm các bác nhé, cần người ít trên thị trường. Size 10.000 này thích hợp cho bác câu săn hàng đánh cá lớn các bác nhé. Ngoại hình máy thì con này là 10.000, SW kép là 10.000 HG các bác nhé. 10.000 HG. Size này thích hợp cho bác săn hàng đánh cá lớn, câu biển, câu đáy nhé. Câu đáy, câu cá tra bò, câu lục sơ bờ. Rồi cứ săn hàng. Tay quay chỉ có săn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Núm này ta đã thay một cái núm này các bác nhé, núm Zumiga này, núm này cầm nắm đá này. Có rất châm dầu này, cực kỳ thuận lợi cho mình này. Ngoại hình thì nó có trầy sớt chút nhé. Size 10.000 cực kỳ lớn. Trung Quốc sản hàng. Trung Quốc tiết kiệm dòng kháng mặn. Con này các bác câu đáy biển thì câu đáy thì tuyệt vời. Câu vùng nước sâu. Dùng ngoại hình nó có trời rất nhẹ thôi. Size 10.000 HG. Gạt cước ngon lại. Rồi rắc máy. Hoạt động thì êm ru các bác nhé. Nói chung mà không có trời sức nhẹ chứ hoạt động nó ngon lắm. Các bác săn hàng tuyệt vời. Chốt chặn ok. Êm mượt nhẹ. Bạn đánh cá lớn thì lấy con này các bác nhé. Chai 10.000 cực to.
Quay này là mã số 18 các bác nhé. Quay này 580g giá là 3,2 triệu các bác nhé. Mã số 18 giá 3,2 triệu. Các bác đang xem video con máy nào thì các bác nhớ nhắn qua số trên màn hình hộ em với nhé. Cái này hỗ trợ gì các bác nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh anh nhé. Em tới mã số 19. Mã số 19 thì em có một con máy Daiwa Zilin 1516H các bác nhé. 1516H. Ratio là 6.3. Dòng Zilin thì dòng này con này là máy này là máy tay phải các bác nhé. Máy tay phải. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nó cũng có trẻ chút các bác nhé. Dòng ngoài cực kỳ trâu các bác nhé. Có mặt siêu. Và có nước mặn thoải mái. Dòng Zilin thì sản xuất tại Thái Lan các bác nhé. Thái Lan. Ngoại hình thì nó có trẻ sơ chút. Như chung nó chạy có sạch rất nhẹ các bác nhé. Các bạn nào đấy mà tay phải thì chỗ này nhá, hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Mượt lắm. Con này là còn ngon lắm các bác ạ. Cái bằng dính này, đấy, thò ra này, đấy nó cọ. Hoạt động mượt êm ru. Êm ru các bác nhé. Cái bằng dính này chứ thò thò. Êm lắm, êm ru luôn. Êm như tiếng thở. Ngoài hình nó có trẻ chút. Zilin 1516. Đấy cực kỳ ngon, trâu khỏe. Chúng ta có cầu lốc bông chạm. Cái này là mã số 19 các bác nhé. Cái này nặng 220g, giá là 2,3 triệu các bác nhé. Mã số 19 giá 2,3 triệu. Em tới mã số 20. Mã số 20 thì em có một con máy Shimano Scotbin các bác nhé. Scotbin. Scotbin 151HG ấy. 151HG. Tua HG ratio là 7.4 các bác nhé. 7.4 Scotbin 151. Máy tay trái. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nó có trẻ rất nhẹ các bác nhé. Scotbin thì cực kỳ trâu khỏe rồi. Nói về chỗ trâu khỏe thì Scotbin cực kỳ trâu. Dòng này thì sản xuất tại Malaysia, xuất Nhật các bác nhé. Ngoại hình nó có trầy sức nhẹ. Nói chung người trầy sức nhẹ thôi. Cũng đang đẹp. Con này các bác chơi cứu bạo lực được này. Dòng sự cứu bình thì các bác chơi cứu bạo lực thoải mái. Nói về độ trâu được khỏe thì sức bình thì cực kỳ trâu khỏe. 151HG. Hoạt động thì báo mượt các bác nhé. Em ru. Mượt lắm. Em mượt nhãn tay. Cực mượt. Nhưng con này đang còn ngon lắm các bác. Nhưng ngoài ảnh trải chốt thôi chứ còn hoạt động ngon lắm. Êm ru. Êm mượt nhẹ tay. Cực kỳ mượt.
Con này là mã số 20 các bác nhé. Con này nặng 210 g, giá là 2 triệu rưỡi các bác nhé. Mã số 20 giá 2 triệu rưỡi. Em tới mã số 21. Mã số 21 em có một con máy đây, Daiwa T3, T3 SV6 3L TV đúp. T3 SV6 3L SV6.3L Radio 6.3 TV đúp. Nói chung là ngoại hình nó thì nó có trẻ sức nhẹ các bác nhé. Dòng T3 thì dòng này sản xuất tại Thái Lan các bác nhé. Thái Lan này. Đây là T3 SP. Đây sản xuất tại Thái Lan. Ngoài hình thì con này nó có bị chảy một cái chỗ này các bác này. Đấy, nó bị chảy một chỗ này này. Nó bị chất một chút này. Nó bị bật chảy một chút chỗ này, đấy. Còn đâu thì trên này thì các thứ đang còn ok hết. Nó chỉ bị chỗ đấy thôi. Radio là 6.3. Dòng T3 thì dòng này thì khi mà bác nó phát ra mở cái nắp này, này hoạt động cực kỳ mượt các bác. Em mượt nhẹ tênh. Em mượt nhẹ. Cái này nó chỉ bị chảy cái chỗ này này. Cái này là cái chỗ cái bật lên ở đấy chứ không phải là mép sabun đâu. Không bị chút cho đấy. Còn đâu thì các thứ đang còn đẹp các bác nhé. Máy tay trái cho tiêu 6.3 hoạt động êm mượt. Êm mượt, cực kỳ mượt. Cực kỳ mượt các bác. Con này là mã số 21 các bác nhé, con nặng 180 g, giá là 2,1 triệu các bác nhé. Mã số 21 giá 2,1 triệu. Em tới mã số 22. Mã số 22 em có một con máy Engetsu BB101BG. Dòng này thì máy tay trái các bác nhé, thân bằng vật liệu C4 siêu nhẹ. Ngoài hình thì còn đẹp keng các bác nhé. Đẹp keng. Radio là 5.5 các bác nhé. Tua BG tua chậm các bác nhé. 101BG. Dòng này sản xuất tại Malaysia nhé. Máy tay trái. Cực kỳ mượt. Đẹp keng. Chụp máy đẹp các bác nhé. Êm mượt nhẹ. Thân bằng vật liệu C4 siêu nhẹ. Máy là máy tay trái. Nói chung đang đẹp các bác nhé. Tổng thể đang đẹp. Mà không một BG. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé.
cực kỳ mượt, êm mượt nhà tây, êm mượt nhẹ. Dùng máy nào ngon lắm các bác. Cái này thì còn miếng hộp phụ kiện các bác nhé. Yagatsu BB 101DG ratio ở 5.5, tải cá là 5,5 kg, nặng là 185g, chảy 5 mực đạn. Dòng này nó bằng vật liệu C4 các bác nhé. C4. Quay là mã số 22, giá 1,7 triệu các bác nhé. Số 22 giá 1,7 triệu. Dùng máy đạp êm mượt nhé. Chúng tới mã số 23. Mã số 23 em có một con máy Shimano Bantam, Bantam MGL. Ngoại hình máy Bantam này, Bantam 2018 các bác nhé. Máy là máy tay trái. Ngoại hình thì nó có một vài điểm chảy trên đây các bác nhé. Sòng Bantam này cực kỳ trâu khỏe rồi. Model 2018. Ratio là 6.2. Nói chung máy thì nó có một vài điểm chảy chỗ này nè. Nói chung cũng đang đẹp các bác nhé. Đấy, nhưng mà cắm chơi đây đâu thì nói chung cũng đang đẹp. Dòng Bantam này sản xuất tại Japan các bác nhé. Sản xuất tại Japan. Dùng của trời nhẹ. Hoạt động êm ở nhà tây các bác nhé. Êm vật nhẹ. Bị vài một đấm sấy. Ban tám thì cực kỳ trâu rồi. Êm mượt nhà tây. Ban tám 2018. Bao mượt. Êm mượt các bác nhé. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Nguyên hộp phụ kiện. Sổ sách, lồng đèn, dầu máy. Bantam thì thông số nó ghi trong sổ sách. Bantam ratio là 6.2 các bác nhé. Tải cá là 5 kg, nặng là 215g, chạy 9 một đạn các bác nhé. 9 một đạn. Đầy đủ hộp phụ kiện các bác nhé. Con này là mã số 23, giá là 3,2 triệu các bác nhé. Mã số 23 giá 3,2 triệu. Các bác đang xem video con máy nào các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hộ em với nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like và đăng ký kênh anh nhé. Em tới mã số 24. Mã số 24 em có một con máy Shimano Natsuki, size là size 1000S. Natsuki bản này là bản 2010 các bác nhé. Bản 2010. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nói chung nó có trầy sức nhẹ thôi, cũng đang đẹp. Size là size 1000. Cũng rất châm dầu này, cực kỳ thuận lợi cho mình. Natsuki bản 2010 này thì bản này Natsuki cực kỳ ngon các bác nhé. Cực kỳ ngon. Bản này thì nó này, bản này thì nó có bậc đạn ở giữa các bác này. Đấy, bậc đạn giống kiểu T-Win luôn nhé. Đấy, có bậc đạn ở giữa này. Có bánh răng bằng sắt này. Tiếng kêu rất hay nhé. Có bậc đạn. Có bánh răng. Bản này cực kỳ ngon các bác. Trời rất là nghe bản này nó bằng sắt nghe rất hay. Đấy. Có rất châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình. Xe là xe 1000.
Loại hình máy thì nó có trợ chất nhẹ thôi. Xe này thế là cho bác cậu UL nhé, cậu cái nhỏ nhé. Cậu UL, cậu cái nhỏ. Có đốt châm dầu cực thuận lợi cho mình nhé. Bán này thì trâu khỏe. Rồi rất hay. Thật cực ngon lành. Rồi rất máy. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ. Chốt chặn thì ok. Êm mượt nhẹ. Xa 1.000 s. Xa này các bác câu UL chứ. Câu cá nhỏ, câu tôm. Êm mượt nhẹ. Khỏe. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Đầy đủ nhé. Natsuki 1.000 s, ratio 5.0, tải cá là 1 kg, nặng 205 g, chạy 6 bậc đạn. Cái này là mã số 24, giá là 1 triệu các bác nhé. Mã số 24 giá 1 triệu. Em tới mã số 25. Mã số 25 em có một con máy Simo Stradic 2500SHG, sở đích bản này là bản 2023 các bác nhé. Bản đời mới nhất của sở đích nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nó có trầy xuất nhẹ nhé. Nói chung cũng đang đẹp các bác nhé. Đẹp như mới. Size này thì ở cho bác câu lùa nhé. Câu lùa. Máy đập cam. Size 2500 s. HG tua là thoát HG. Size 2500 thì bắt con lua nhé. Nói chung đẹp. Cước ngon lành. Rồi rắc máy. Hoạt động thì êm ru các bác nhé. Êm bật nhạc tây. Êm bật nhạc. Cực kỳ mượt nhé. Cái này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sở đích 2500SHG, ratio 5.8, tải cá là 4 kg, nặng 220 g, chạy 7 bậc đạn, thu dây 86 cm. Cái này là mã số 25, giá là 2 triệu 7 các bác nhé. Mã số 25 giá 2 triệu 7. Đang tới mã số 26. Mà số 26 là có một con máy Daiwa Sertec. Sertec bản Finisher Custom các bác nhé. Finisher Custom. Dòng này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Sertec thì dòng máy cao cấp của Daiwa. Sang là size 2004 nhé. Ngoại hình máy thì nó có trầy sớt các bác nhé. Nó có trầy sớt. Nó có trầy sớt nhé. Tay quay ở tay xích có sẵn chưa, đối tay trái phải thoải mái. Con này nó bị chảy chút đít các bác nhé. Nó bị chảy chút đít này. Size này thì ở cho bác cô lua nhé. Cô lua công ngâm con đang xê dòng sơ tích thì cực kỳ trâu. Trâu khỏe. Nó phải đủ trâu đủ khỏe thì sơ tích thì có yên tâm. Thì dùng nó chỉ bị chảy chút chút ít đấy. Gạch thước ngon lành nhé. Đờ rắc dòng này kia cực kỳ đã các bác nhé. Nghe kêu to lắm. Nó kêu còn to hơn kit khai 0.4 các bác nhé.
nghe cực kỳ đã luôn. Kêu cực kỳ to các bác nhé, kêu to đành lắm. Hoạt động êm mượt các bác nhé, nhưng ngoại hình nó có chảy chút thôi chứ hoạt động bác yên tâm, êm mượt trâu khỏe. Con này các bác có lùa tuyệt vời, chốt chặn ok, tay có xít có xoắn dần, đôi tay trái phải êm mượt nhẹ. Rồi rất kêu như cực kỳ đá nha. Kêu to đá lắm. Con này thì cái hộp này không phải hộp con nó các bác nhé. Con này là mã số 26, giá là 2,3 các bác nhé. Số 26 giá 2,3. Đây mã số 27. Mã số 27 em có một con máy Rarenium C4 size 2500S nhé. Và hình máy và hình thì nói chung cũng đang đẹp các bác nhé. Size 2500 thì mình câu lua nhé. Dòng C4 là siêu nhẹ các bác nhé. Con nó châm dầu cực thuận lợi cho mình. Tay quay chỉ có xoắn dần, đối tay trái phải thoải mái. Máy thì nói chung đang đẹp các bác nhé. Trên máy có dây bệ dùng máy đẹp. Con này các bác còn lùa tuyệt vời, size 2500 bằng vật liệu C4 siêu nhẹ. Tay có xít cốt xoắn dần, đổi tay trái phải. Cách thức nguồn này rồi rắc máy hoạt động êm ru các bác nhé. Nói chung là máy đẹp êm bật nhã tây cực kỳ mượt, chốt chặn ok, êm bật nhã tây. Nói chung máy đẹp êm bật nhé. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Rarenium C4 2500F, ratio là 5.0, tải cá là 4kg, nặng là 185g, chạy 7 bậc đạn. Con này là mã số 27, giá 2,1. Mã số 27 giá 2,1. Các bác đang xem video ở máy nào thì các bác nhắn qua số trên màn hình hộ em ngay nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh nữa nhé. Em tới mã số 28. Mã số 28 em có một con máy Shimoka Disc C4 C2000SS. Mà hình máy mà hình thì nói chung cũng đang đẹp các bác nhé. Credit thì nó còn như thế này là đẹp lắm rồi. Credit bản này bản 2012 nhé. Bản 2012 dùng loại hình đẹp. Hình đẹp các bác nhé. Dòng cây đít thì dòng cho bác câu UL nhé. Câu UL chung máy thì còn độc căng. Dòng cây đít mà giờ còn máy đẹp cái này giờ trên thị trường không còn nhiều đâu các bác nhé. Rất hiếm nhé. Nói chung đẹp. Đường máy đẹp nhé.
Dầu kem. Quên này, cái bắc cầu L thì cực kỳ đá rồi. Gạch trước môn này. Đợt rác của cái điếc thì nghe cực kỳ đá rồi. Cực kỳ đá các bác nhé. Hoạt động thì em ru. Em bật nhà tây. Dùng máy còn ngon các bác nhé. Chốt chặn ok. Em bật nhẹ. Cái này thì em còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, đầy đủ nhé. Mới đẹp nguyên hộp phụ kiện. Cái đĩa C4 C2000SS ratio ở 5.0, tải cá là 3 kg, nặng 165 g, chạy 9 mực đạn. Cái này là mã số 28, giá là 3.8 triệu các bác nhé. Mã số 28 giá 3.8 triệu, máy đẹp nhé. Em tới mã số 29. Mã số 29 đây có một máy Shimano Vanfor size 4000 MHG, cuối M là cuối trung bình, tua là thoát G. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó còn đập ke các bác nhé. Size 4000 thì mình lua lóc, lua chấm, câu ngâm năng C đều được hết nhé. Đít bóng loáng này, nói chung là con này đẹp như mới các bác nhé. Đẹp như mới. Nói chung nó cũng chẳng khác gì máy mới đâu các bác. Máy mới sao nó cũng vậy thôi. Xoay là size 4000. Cối M là cối trung bình, tua là tua G. Đít này các bác xem đít này, bóng loáng này. Bóng loáng các bác nhé. Máy đẹp như mới. Máy mới sao nó cũng vậy thôi. Gạch trước ngon này. Đợt rắc máy size 4000 này mình lua lóc, lua chấm, câu ngâm lăng xê đều được hết nhé. Máy thì mở đẹp như mới, hoạt động êm ru. Dòng Vanfor thì nó bằng vật liệu C4 là siêu nhẹ các bác nhé, siêu nhẹ. Máy thì còn mới keng, hoạt động êm mượt. Mới keng nhé. Nói không chê cái gì ạ, cực kỳ mượt. Chẳng khác gì máy mới đâu. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, không thiếu gì. Vanfor 4000 MHG, ratio 5.8, tải cá 11 kg, nặng 220 g, chạy 8 mặc đạn, thu dây 95 cm. Con này là mã số 29, giá là 3 triệu nhé. Mã số 29 giá 3 triệu. Em tới mã số 30. Mã số 30 thì em có một con máy ESNBB 4000 MHG, size là size 4000, cuối M là cuối trung bình, tua là tua HG. Ngoại hình máy, ngoại hình con này là máy, là máy, là máy mới các bác nhé. Máy là máy mới, máy mới nguyên hộp phụ kiện cho bác. Máy mới thì ngoại hình ví hoạt động của bác chứ yên tâm nhé. Sẽ quay qua ngoại hình cho bác nhé. Size 4000, size này thì cối M là cối trung bình, tua là thoát G. Size này thì cho bác lua lóc, lua chấm, câu ngâm lăng xê đều được hết nhé. Máy thì máy mới thì ngoại hình hay hoạt động các bác cứ yên tâm. Dòng này kháng mặn rất tốt các bác, câu nước mặn thoải mái. Size 4000 thì mình cũng dễ câu, câu lua, câu ngâm, câu lăng xê đều được hết. Máy là máy mới. Máy mới thì ngoại hình hoạt động các bác yên tâm. Máy mới thì ngoại hình hoạt động thì yên tâm nhé. Máy mới mà. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi. Tay quay shift code xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái.
máy là máy mới. Máy mới thì nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, bác yên tâm. SMBB 4000MHG, Radio 5.8, tải cá là 11kg, nặng 280g, chạy 6 bậc đạn, tua 93cm. Con này là mã số 30, giá là 2.3 các bác nhé. Mã số 30 giá 2.3, máy là máy mới các bác nhé. Máy mới nhé. Đến tới mã số 31. Mã số 31 thì em có một con máy Daiwa BG SVK 10.000H. Dòng SVK là dòng kháng mặn, size là size 10.000 các bác nhé. 10.000H. H là quấy sâu các bác nhé. Cái này là cái bịt lô các bác nhé. Bịt lô có đây qua. Quấy sâu size 10.000. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì còn đẹp như mới các bác nhé. Còn đẹp như mới. Đẹp keng à. Size 10.000 thì size này thiết cho bác câu đánh cá lớn các bác nhé. Sơn hàng đánh cá lớn. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Tay coi là xoắn ra cốt, đổi tay trái phải thoải mái. Dòng là dòng BG SVK dòng 2023. Đây dòng SVK dòng kháng mặn. Dòng SVK dòng kháng mặn các bác nhé. Size 10.000 này cho bác xoắn hàng đánh cá lớn. Tay coi xít cốt xoắn dần, đổi tay trái phải. Dòng là một chiều. Máy thì còn đẹp như mới. Này cho bác xoắn hàng đánh cá lớn. Đẹp kèm các bác nhé. Xe 10.000 dòng SVK dòng kháng mặn. Quên là các bác săn hàng tuyệt vời rồi. Bản 2023, bản đời mới nhất. Đặt trước nguồn này. Rồi rắc máy. Hoạt động thì máy lớn nhưng hoạt động êm ru như máy nhỏ các bác nhé. Êm như tiếng thở luôn. Êm như máy nhỏ. Dòng này một chiều thôi. Săn hàng đánh cá lớn. Cực kỳ mượt luôn. Êm mượt nha. Đi kèm các bác nhé. Cái này cái hộp đó, đi kèm hộp này hộp sở đích các bác nhé, không hộp với nó nhé. Cái này là mã số 31, giá là 2.7 các bác nhé. Thì các bác đang xem video của máy nào thì các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hộ em ngay nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn vào đấy nhé. Các bác đang xem video đến cuối video rồi thì cho em xin luôn một like và đăng ký kênh ngay nhé. Video này mình không chọn mà mua được những con máy đẹp và ưng ý thì video sau mình sẽ thấy sớm hơn, chọn là mua được những con máy đẹp và ưng ý hơn. Em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video sau nhé. Xin chào.